Chào bạn Phương nhá. Đây đang quay Lương xem. Chào bạn nửa tiếng nữa phát trực tiếp bắn bông hoa nhá. Vào đây không? Rồi. Rồi nhá. Đông người lắm đấy. Thôi nhá, bye bye nhá. Đá thép hóa rồng. Mà tín nào cái kia nó phun nước hay phun lửa không biết. Kia đang quay kìa. À đây rồi. Đấy xem bảo ông Đoàn nó dẫn đến chỗ nào để nó. Đoàn đây có thể. Đoàn ơi. Đi ra đầu tí này đi nhanh đồ vào bộ lên tàu. Thế nào ạ? Mua nước lạnh không? Đấy, các bạn ạ. Công an đây biển đang đang cùng chúng tôi giải thích, chúng tôi cái đồ vật quý giá của chúng tôi phải để phía đứng góc lên chụp ảnh, chỗ này chụp ảnh cho này.